Dĩnh sánh đôi cùng người tình trọng mộng sau nhiều năm miệt mài theo đuổi. Triệu Lệ Dĩnh lần đầu nên duyên cùng người trong mộng sau nhiều năm miệt mài thả thính mỹ nam. Mới đây, tài khoản Weibo của Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải đã chính thức công bố về việc tuyển chọn phim và nhân vật cho các hạng mục của lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 29. Được biết, cuộc tuyển chọn này đã kết thúc vào ngày 31 tháng 3 với hơn 1.000 tác phẩm dự thi tới từ 57 quốc gia và khu vực. Đáng chú ý, cư dân mạng đã đưa ra những dự đoán cho hai hạng mục quan trọng nhất Bạch Ngọc Lan là hạng mục nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, những gương mặt được đề cử bao gồm Hồ Ca, Đình Dũng Đại, Vương Khải, Phạm Vĩ, Trương Nhật Quân. Trong khi đó, ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được đề cử giữa hàng loạt những tên tuổi lớn như Mã Y Lợi, Lưu Lâm, Châu Tấn, Lý Thấm. Nếu danh sách đề cử này trở thành sự thật thì rất có thể đây sẽ là đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Hồ Ca có cơ hội được sánh đôi bên nhau. Ai theo dõi giới showbiz từ lâu cũng biết, Triệu Lệ Dĩnh là một phán cứng cựa của Hồ Ca, là người khiến nàng tiểu hoa có động lực để trở thành diễn viên hạng A như hiện nay. Chính vì vậy mà trong một buổi phỏng vấn ngày trước, cô từng bày tỏ mong muốn được một lần làm việc chung với nam tài tử. Nhưng đáng tiếc, trong quá khứ mong muốn này của mỹ nhân họ Triệu chưa từng xảy ra. Bởi ngay sau khi được bày tỏ tình cảm, nam diễn viên Lang Nha Bảng đã nhanh chóng từ chối lời đề nghị đó một cách phũ phàng. Nguyên nhân là do Triệu Lệ Dĩnh làm việc quá hăng say, nếu hợp tác cùng nhau sẽ khiến anh cảm thấy quá nhiều áp lực. Câu trả lời của Hồ Ca thực sự đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, đồng thời dành cho anh lời khen ngợi vì sự nhanh trí này. Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ để khẳng định sự cống hiến, nghiêm túc và kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh là như nào. Lệ Dĩnh gia nhập hội bạn gái Mèo Tom, có áp đảo được Nhiệt Ba, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư. Triệu Lệ Dĩnh chính thức gia nhập hội bạn gái Mèo Tom khiến dân tình mê mệt. Thời gian qua, trên bạn gái Mèo Tom đang làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn mạng. Rất nhiều mỹ nhân đình đám đã đua trên này và gây sốt với nhan sắc xinh đẹp. Tại showbiz, các fan cũng đồng loạt đưa thần tượng hóa thân thành bạn gái của Mèo Tom với khả năng photoshop cực đỉnh của mình. Mới đây nhất, tạo hình đu trên bạn gái Mèo Tom của Triệu Lệ Dĩnh đã gây sốt cộng đồng mạng. Trong ảnh, cô nàng khoe nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào cùng đôi vai trần cuốn hút. Dân mạng đánh giá ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh rất phù hợp khi đu trên này. Các fan của nàng tiểu hoa cũng cực kỳ có thâm khi giúp thần tượng có một bức ảnh cực đẹp. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng gây sốt khi hóa thân thành bạn gái của Mèo Tom. Nhan sắc ma mị quyến rũ, ánh mắt hút hồn của nàng tiểu hoa khiến dân tình choáng ngợp. Hình ảnh này của nàng mỹ nữ Tân Cương đã nhận về lượt tương tác cực khủng cùng vô số lời khen ngợi có cánh. Có ý kiến bày tỏ với nhan sắc này Địch Lệ Nhiệt Ba có thể dễ dàng đu bất cứ trên nào. Ngoài ra, dàn mỹ nhân 95 đình đám của showbiz cũng được các fan cho hóa thân thành bạn gái của Mèo Tom. Từ Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư đến Điền Hi Vi, Cúc Tịnh Y đều được nhận xét là rất phù hợp với phong cách ngọt ngào, đáng yêu này. Mỗi nàng tiểu hoa khiến công chúng có cảm nhận khác nhau nhưng tự chung là đều cực hút mắt. Bạn ấn tượng nhất với màn hóa thân thành bạn gái Mèo Tom của sao nữ Hoa Ngữ nào nhất?